trấn Ma ở Ý đột nhiên nổi lên mặt nước, để lộ những ngôi nhà có từ thế kỷ 13. Thị trấn này có tên là Fabrice di Carregin ở Tuscany, trung tâm của Gavagan, Ý, có từ thế kỷ 13. Năm 1946, nó bị buộc phải nhường chỗ cho việc xây dựng một đập thủy điện trên hồ nhân tạo Vagli di Soto, hoàn toàn chìm sâu dưới đáy hồ và người ta gọi đây là một thị trấn ma. Chủ sở hữu của hồ nước này đã hút nước 4 lần vào các năm 1958, 1974, 1983 và cuối cùng là 1994. Năm 1994, thị trấn ma nổi lên trên mặt nước, ngay lập tức nó trở thành một địa điểm hút khách chưa từng có. Khoảng 1 triệu du khách đã ghé đến nơi này vào thời điểm đó. Theo tạp chí du lịch Dover Voyage, bây giờ, 27 năm sau, Fabila di Carregin sẽ một lần nữa xuất hiện trở lại. Tuy nhiên, lần xuất hiện này là mãi mãi. Lorenza Giorgi, con gái của cựu thị trưởng thành phố Gavagino thông qua một bài đăng trên Facebook đã viết, vào năm 2021, tàn tích cổ đại của Fabila di Carregin sẽ trồi lên khỏi mặt nước, mãi mãi, sau 27 năm dưới nước, năm 2021. Thị trấn Ma sẽ xuất hiện trở lại bao gồm cả nhà thờ San Tedoro và những ngôi nhà đá bao quanh nó. Trên YouTube có một số người ghi lại cảnh khi ghé đến thị trấn Ma và để lại bình luận, hầu hết các ngôi nhà được làm đá. Tôi không ngờ nó chìm sâu trong nước lâu đến như vậy mà vẫn không bị hư hại, thậm chí còn đứng vững. Thật khâm phục phương pháp xây dựng của người xưa, người phát ngôn của thành phố Gavagino chia sẻ với trang Fox News. Liên quan tới việc khôi phục thị trấn Fabila di Carregin, chúng tôi đang có một dự án tên là Vagri 2020. Mục tiêu của dự án này là thúc đẩy du lịch văn hóa lịch sử với những cảnh quan đặc biệt. Mặc dù dự án này khởi công năm 2020 nhưng không chắc là thị trấn này sẽ xuất hiện, nhiều khả năng vào năm 2021 nó mới chính thức nổi lên mặt nước hoàn toàn. Chính quyền thành phố Gavagino hy vọng thị trấn Fabila di Carregin có thể kích cầu du lịch địa phương.